Chúng ta sinh ra từ đất mẹ, trưởng thành nhờ đất mẹ và vinh danh trên đất mẹ. 35 năm một hành trình cùng đất mẹ. Quả bóng Terra với cấu trúc hoàn toàn mới. Bền bỉ hơn nữa, tốc độ hơn nữa, nhiều bàn thắng hơn nữa, vinh quang hơn nữa. Quả bóng động lực UVI 2.07 Terra tỏa sáng nơi đất mẹ. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 29 tháng 9 năm 2024. Tối qua rạng sáng nay, ngoại hạng Anh đã diễn ra vô cùng hấp dẫn khi những ứng viên vô địch như Man City, Arsenal hay Liverpool đều ra sân. Hàng loạt những trận đấu kịch tính đã diễn ra bên cạnh màn ra quân của những tên tuổi lớn khác ở châu Âu. Hãy cùng mở đầu bản tin sáng nay bằng cách cập nhật kết quả những trận đấu đáng chú ý này. Arsenal, Chelsea thắng siêu cảm xúc, Man City chia điểm đau đớn. Các trận đấu tại vòng 6 ngoại hạng Anh tối ngày hôm qua đã tạo nên những cảm xúc vô cùng mãnh liệt và trái ngược nhau. Man City là đội ra sân sớm nhất khi họ làm khách trước Newcastle trong hoàn cảnh không có cả Rodri lẫn Kevin De Bruyne. Điều đó khiến các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đối mặt với sự bế tắc trong lối chơi tấn công. Nhưng khi mà các chân sút đang bị phong tỏa, thì Man Xanh bất ngờ còn thắng mở tỷ số nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ Gadeon. Đó là một pha đi bóng hay và một cú ZD cực kỳ điệu nghệ. Nên nếu như chỉ nhìn bàn thắng này thì không ai nghĩ anh là một trung vệ. Bàn thắng này tưởng như sẽ giúp cho Man Xanh chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng FC Tân Thành đã cho thấy sự khó chịu của mình. Họ đã tìm được bàn thắng gỡ hòa do công của Anthony Gordon từ chấm phạt đền và sau đó khiến cho Manchester City đối mặt với rất nhiều áp lực. Hàng tiền vệ đầy cơ bắp của họ khiến Man Xanh khó đá. Ngoài ra thủ thành Nick Pope cũng chơi cực kỳ tập trung để ngăn cản các cơ hội của Manchester City. Sau cùng Man Xanh bất lực và đánh ra về với chỉ một điểm trong tay. Đây là cơ hội không thể lớn hơn để Arsenal cân bằng điểm số với đối thủ. Họ khởi đầu thuận lợi cho trận tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Pháo thủ đã dẫn trước hai bàn sau hiệp đầu tiên do công của Martinelli và Leandro Trossard. Tuy nhiên bất ngờ đã xuất hiện ở hiệp 2 khi mà Leicester City gỡ hai bàn để gỡ hòa hai đều. Trong đó có siêu phẩm của James Justin. Đây cũng là trận đấu mà thủ môn của Leicester City thi đấu cực kỳ hay. Pháo thủ đã tấn công dồn dập trong thời gian còn lại, nhưng thủ thành Hermansen của bầy cáo đã bắt có xuất sắc. Trong hoàn cảnh đó, những tình huống cố định lại giúp Arsenal chiến thắng. Ở phút bù giờ, phát dứt điểm từ tình huống phạt góc của Trossard đi đổi hướng làm rung lưới Leicester City. Sau đó Calvert còn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 từ một pha chạm bóng cực kỳ khó tin khi anh hoàn toàn bị động. Arsenal sau cùng có được chiến thắng 4-2 và cân bằng điểm số với Manchester City dù vẫn xếp sau do chỉ số thấp hơn. Cùng giờ trận đấu này, Chelsea và Brighton cũng đã tạo nên một màn rượt đuổi siêu hấp dẫn tại Stamford Bridge. Đội khách mở tỷ số nhưng đã bị khuất phục bởi người băng Cole Palmer. Chỉ trong hiệp thi đấu đầu tiên, Cole Palmer đã lập poker theo nhiều cách khác nhau để nhấn chìm những chú chim bóng biển. Thậm chí một còn một thắng nữa mà Brighton đã ghi để khép lại với kết quả 4-2. Thưa quý vị và các bạn, hiệp 1 sôi động như vậy nhưng hiệp 2 thì không có thêm bàn thắng nào. Dù vậy, chiến thắng 4-2 vẫn được dành cho Chelsea và đội bóng đến từ thành London tiếp tục thăng hoa cùng với Cole Palmer và huấn luyện Enzo Maresca. Quan trọng hơn, ngày hôm nay, người kiến tạo cho Cole Palmer có cái tên Jadon Sancho. Liverpool tiếp đà thăng hoa. Liverpool là đội thi đấu muộn nhất đêm ngày hôm qua khi họ có chuyến làm khách đến Wolverhampton. Với phong độ tốt của các chân sút, The Kop đã sớm cho thấy sự vượt trội trước đội chủ nhà. Song cũng phải nhớ tới sự tỏa sáng của trung vệ Kunate, Liverpool mới có thể ghi bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, dù bị Wolverhampton cân bằng tỷ số từ khá sớm, nhưng Liverpool đã có được bàn thắng ấn định kết quả 2-1 nhờ Salah trên chấm phạt đền. Kết quả này giúp cho Liverpool vươn lên ngôi đầu bảng với một điểm nhiều hơn Arsenal và Manchester City. Barca thua đậm khó tin. Barcelona vừa có chuyến hành quân tới sân của Osasuna tại La Liga. Họ đang có phong độ rất cao ở giải quốc nội khi toàn thắng. Nhưng cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đã bị khuất phục. Họ trải qua trận đấu vô cùng khó khăn trước Osasuna khi bị dẫn hai bàn sau hiệp đầu tiên. Dù đã rất nỗ lực rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 do công của Paul Victor, song Barca tiếp tục thủng lưới thêm khi mà Osasuna có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả. Họ đã ghi được tổng cộng 4 bàn vào lưới của Pena trận đấu này. Lamine Yamal đã nỗ lực mang về thêm một bàn ở cuối trận nhưng Barca vẫn phải nhận thất bại 2-4 và chấm dứt chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa. Đây sẽ là cơ hội để Real Madrid thu ngắn cách biệt với đối thủ trên bảng xếp hạng La Liga. Inter đã biết thắng. Chuỗi 3 trận đấu thất vọng của Inter Milan tại Serie A và Champions League đã khép lại khi họ vừa có chiến thắng quý giá tại vòng 6 Serie A trước Udinese. Sau những trận đấu tịt ngòi, thủ quân Lautaro Martinez đã nổ súng lần đầu tiên ở mùa giải này với cú đúp bàn thắng trước Udinese để giúp Inter thắng trận với tỷ số là 3-2. Ở trận đấu sau đó, Dusan Vlahovic cũng đã lập cú đúp cho Juventus để giúp cho Brescia thành Turin thắng đậm 3-0 trước Genoa.
Cả hai đội đều có những chiến thắng ấn tượng sau chuỗi trận không tốt để vươn lên tại Serie A, trong đó Juve tạm thời dẫn đầu với 12 điểm trên bảng xếp hạng. Bayern Munich đứt mạch toàn thắng. Bayern Munich vừa đụng đối thủ lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải này, đó là Bayer Leverkusen. Trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Vincent Kompany đã cảm nhận được thử thách trước nhà đương kim vô địch khi họ có thắng dẫn trước nhờ công của Endrick. Dù hôm sáng cũng rất mạnh và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa sau đó nhờ công của Pavlovic, nhưng trận đấu đã không thể được chứng kiến thêm bàn thắng. Hai đội không thể tận dụng thêm những thời cơ của mình, khiến cho đại chiến của nước Đức khép lại với kết quả hòa 1-1. Bayern Munich đứt mạch toàn thắng nhưng vẫn dẫn đầu với 13 điểm, trong khi Leverkusen xếp thứ 3 với 3 điểm ít hơn. Brentford lập kỷ lục khó tin tại Premier League. Tối ngày hôm qua trong trận Brentford gặp West Ham thuộc vòng 6 Premier League, thì Mbeumo đã tung ra cú volley chân trái đưa bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó tin, làm tung lưới West Ham sau 36 giây. Ở vòng đấu trước, cầu thủ này cũng có một cú volley tương tự ở trong vòng cấm mở tỷ số cho Brentford ở thất bại 1-3 trước Tottenham. Trước đó khi Brentford thua 1-2 trước Manchester City thuộc vòng 4 Premier League, thì Visa cũng là người đã chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch ngay ở phút đầu tiên. Sau đó Erling Haaland lập cú đúp giúp The Citizen ngược dòng, thắng 7-0. Như vậy Brentford đã trở thành đội bóng duy nhất trong lịch sử Premier League tính đến thời điểm này ghi bàn ở phút đầu tiên trong 3 trận liên tiếp ở giải đấu số 1 của nước Anh. Brentford đã cho thấy họ là một đối thủ thực sự mạnh mà mọi đội bóng đều cần phải e ngại ở ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Thomas Frank đã giúp cho Brentford thăng hạng Premier League, sau đó trụ vững ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Trong 6 mùa, huấn luyện viên 50 tuổi này đã thay đổi bộ mặt của câu lạc bộ từ một đội bóng ở Championship đến cái tên cực kỳ khó chịu tại ngoại hạng Anh. Chỉ đáng tiếc là ở trận đấu vừa qua, bàn thắng sớm không thể giúp cho Brentford chiến thắng khi họ chỉ có trận hòa 1-1 với West Ham. Man City nhắm cầu thủ Serie A thay Rodri. Rodri đã gặp chấn thương quá nặng liên quan đến dây chằng chéo trước ở trận đấu với Arsenal. Pep Guardiola tiết lộ cầu thủ người Tây Ban Nha đã có một cuộc phẫu thuật tại Madrid hôm thứ Sáu. Đây là một đòn giáng mạnh với Manchester City bởi Rodri là cầu thủ vô cùng quan trọng trong lối chơi và cách vận hành của Pep Guardiola. Nhà đương kim vô địch Premier League có thành tích tương đối bấp bênh khi thiếu vắng Rodri trong đội hình. Man City sẽ phải cân nhắc có chiêu mộ cầu thủ nào vào tháng 1 để thay thế Rodri hay không. Theo tờ The Guardian, Manchester City đang cân nhắc chiêu mộ cầu thủ đó là Samuele Ricci, cầu thủ đã thi đấu cho Torino để thay thế cho Rodri. Ricci đã có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải này và cùng Torino dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A sau 5 vòng đấu. Tiền vệ 23 tuổi gia nhập Torino vào năm 2022 sau khi vươn lên từ lò đào tạo của Empoli. Anh đã được ra sân 4 lần cho đội tuyển Italia. Sự đa năng của Ricci khiến cho Manchester City bị thu hút. Cầu thủ này được xem là một trong những tiền vệ trụ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Những điểm mạnh của Ricci là có khả năng truyền với cự ly rất đa dạng. Anh cũng có khả năng tắc bóng và phòng ngự tốt. Những phẩm chất này hoàn toàn phù hợp với môi trường Premier League. Giá trị của Ricci lúc này rơi vào khoảng 30 triệu bảng. Cựu cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn khó tin. Thưa quý vị, cựu cầu thủ CH Akin vừa bị bắn ngay sau khi kết thúc việc đưa tin về trận đấu giữa Fenerbahce và Union Saint-Gilloise tại một trường quay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tờ The Sun, trong lúc Akin rời khỏi trường quay sau trận đấu ở Europa League thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ tiến tới và rút súng bắn vào người. Sau đó thì tay súng đã băng qua đường và được hộ tống đi bằng xe máy. Rất may là cựu cầu thủ của Fenerbahce chỉ bị trúng đạn ở chân phải và nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện để có thể điều trị. Hình ảnh do Akin đăng tải trên trang cá nhân cho thấy chân của anh đã bị thương nặng với vệt máu loang lổ trên mặt đường. Trong một tuyên bố chính thức trên trang mạng xã hội, câu lạc bộ Fenerbahce cho biết: "Chúng tôi lên án vụ tấn công có vũ trang nhằm vào cựu cầu thủ của đội bóng, đó là CH Akin. Đội bóng chúc anh ấy sớm bình phục, hy vọng những kẻ thủ ác sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý sớm nhất có thể." Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra thông điệp tương tự. Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ mô tả đây là cảnh tượng kinh hoàng, gây hoang mang cho dư luận. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ nổ súng. Akin làm nhiệm vụ ở chiến thắng 2-1 của Fenerbahce trước Union SG thuộc khuôn khổ lượt trận khai mạc Europa League mùa giải 2024-2025. Cá nhân Akin từng là cầu thủ có tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh có 154 lần ra sân cho Fenerbahce, ghi 49 bàn thắng, có 27 pha kiến tạo. Cựu cầu thủ chạy cánh này cũng từng khóa đội tuyển quốc gia 16 lần. Sau khi giải nghệ, Akin thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò chuyên gia phân tích bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin bóng đá ngày hôm nay của TVH Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.